được rồi nè à giờ nè. Chắc, à chắc mình không cần dây tiền nữa cũng được mẹ mình không đồng ý cho mình dọn ra ngoài bác phản đối hả cũng phải ha Sua a còn quá nhỏ ở một mình đâu có được đâu nói chung là cũng cảm ơn cậu cũng may là có cậu tìm hiểu cho mình đó sau này nếu có cần gì thì mình sẽ hỏi sao ha được rồi À cậu chờ mình một lát nha à, mình sắp hết giờ làm rồi đó à, hôm nay mình phải về nhà sớm một chút Tâm trạng A không được vui cho lắm. Hôm nào đó mình đi ăn trưa ha. Được rồi. <laughs> chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! ơi. A Dạ chào chú ạ. À. Sao cháu lại ở đây chứ? Sao không về nhà đi? Cháu đang đợi chú hả? Xua Cháu chờ chú nãy giờ luôn á Sao cháu lại khóc chứ? có chuyện gì sao? Có phải tại cháu nên chú không yêu mẹ cháu nữa không? Không phải đâu Sua. Chú nói với mẹ muốn kết hôn với mẹ nhưng muốn bỏ cháu ở nhà bà ngoại cháu có phải như vậy không? Có phải chú ghét cháu không? Không đâu Sua. không phải vậy đâu mà. Cháu hứa cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mà. Không phải, không phải là như vậy đâu. Cháu sẽ luôn lễ phép Cháu sẽ ăn cơm ngoan Cháu sẽ biết dân lời Lớn lên cháu cũng sẽ nấu cơm cho chú ăn Cháu sẽ giặt đồ cho chú Chuyện gì cháu cũng sẽ làm hết mà Đâu có chuyện như vậy chứ Cháu cần gì phải giặt đồ nấu cơm cho chú <laughs> cũng muốn đi theo chú nữa Cháu rất muốn đi chung với mẹ Cháu không muốn xa mẹ cháu đâu Cháu thay không được hả chú Cháu hứa cháu sẽ dừng lời mà à, Xù Chú biết chú sai rồi mà Chú sai rồi Chú sai thiệt rồi Có hả? Không có Lẽ ra giờ này phải về rồi chứ Nếu như giống như bao lâu này Nếu nó chưa về thì chắc là tới nhà bạn chơi Sao hôm nay lo quá Ê, Biết vậy đi đón nó cho rồi Phải đó Su A vẫn chưa về nữa hả? Dạ à, Vậy chúng ta đợi một lát đi Mẹ chưa đói bụng hả? Mẹ không sao à, Để con đi xung quanh hỏi thử à, Anh đi nữa à, Trời ơi không biết có chuyện gì nữa đây Sua sẽ không phải sống xa mẹ đâu. Mẹ của cháu thương cháu nhiều tới như vậy mà. Mẹ nhất định sẽ ở bên cạnh của Sua. Không bao giờ bỏ Sua lại mà đi bất kỳ chỗ nào hết. Vì vậy cháu đừng lo. Cháu sẽ luôn ở bên cạnh mẹ cháu. Những gì chúng muốn nói, cháu có hiểu không vậy? Vô đi cháu. Nếu như cháu ở nhà với bà ngoại, Mẹ của cháu có thể kết hôn không? Không đâu Sua à. Đâu có chuyện đó. Không phải như vậy đâu mà. Nhưng mà thật sự cháu không muốn sống với bà ngoại đâu. Cháu chỉ muốn sống với mẹ cháu thôi à. Chú đừng khóc nữa. Cháu xin lỗi chú Anh Sức à, Binh, em đang ở đâu vậy? sua mới tìm anh anh đúng là một thằng tồi nhưng mà chỉ tới đây thôi sua đã nói gì chứ thành thật xin lỗi em vậy là sua tới tìm anh hả ngay từ lúc đầu đã làm tổn thương em không biết phải làm sao để có thể bù đắp được nữa đây thật sự Thật sự anh thấy có lỗi với em quá Sua nói gì với anh chứ Dạ con nghe mẹ à. Sua mất tích rồi Mất tích là sao hả mẹ Bây giờ con về nhà liền Vậy nha mẹ Sua mất tích là sao Anh gặp Sua ở đâu chứ Anh đi chung với nó hồi nào vậy Đi thôi Anh với em đi tìm nó Anh gặp nó ở đâu Đi chung với nó hồi nào anh nói đi Sua. Sua 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 ơi À chị ơi cho tôi hỏi Chị có thấy một bé gái cao cỡ này không Không thấy à, Dạ Sua ơi Sua Xin lỗi chị Chị có thấy bé gái cao cỡ này không Không thấy Tôi không thấy Trời ơi Sua Sua Tới chỗ khác tìm đi em anh bếp trưởng thêm một tô nữa bác được quá dạ <laughs> sao rồi chị mẹ tôi đâu rồi giám đốc cứ nằm một chỗ không chịu ngồi dậy. tiệm bận rộn như vậy giúp giải cho hình chu một chút dạ mình vào thôi ừ. cô ơi dạ <laughs> làm ơn cho thêm củ cải dạ được mẹ à mẹ thấy mệt ở đâu vậy ờ à, không phải không có gì mẹ tốn nhiều tiền quà quá có phải vậy không đi khám làm sao rồi nói coi Trời đất ơi, con sao vậy? Đừng có buồn nữa. Em khóc cái gì chứ? Sao lại khóc? Bác sĩ kêu con thủ tinh nhân tạo. Thủ tinh nhân tạo hả? Dạ. <laughs> buồn thiệt mà. Đau lòng chết đi được. Trời đất ơi, kêu làm gì thì cứ làm đi. Có gì to tác đâu. Dạ phải. Làm một trăm lần cũng không sao hết. Ngàn lần cũng được luôn. Mình... Làm một ngàn lần cũng đâu có sao. Thật sự mẹ, cảm ơn con vì con đã nghĩ vậy con rất thương vợ của con con cũng rất thương mẹ nữa đó mình ơi ồ không sao đâu mà không sao đâu bảo gì thì làm nấy thôi không sao đâu từ từ thôi mẹ mẹ ngồi đi Bây giờ con còn thấy đau đầu hay không vậy hả? Mẹ là mẹ chồng của con đây. Người ta nói, Thảo Dược rất tốt cho việc hồi phục trí nhớ. Mẹ đã bảo cô giúp việc sắc thuốc cho con, con nhớ uống hết đó nha. Con biết chưa? Bà nội nói chuyện dịu dàng với mẹ cháu như vậy, có hơi lạ đó. Mẹ cháu đang bệnh, cần được quan tâm hơn mà. Ăn cơm đi. Dạ. Ồ, về rồi, về rồi. Ơ à. trời ơi, chưa thấy nữa hả? Dạ, tất cả mọi chỗ tụi con đều tìm hết trơn rồi. Vậy có cần báo cảnh sát không? À, phải rồi. Mình đi báo cảnh sát trước đã. À, khoan đã, để em gọi điện hỏi xích bên tìm được chưa Ờ à, vậy thì kêu xích bên nó Tới sở cảnh sát luôn đi Dạ mẹ Cháu bé à Cháu làm gì ở đó vậy nó, nó, nó được 5 tuổi rồi, nó được 5 tuổi rồi Em ngồi đi, anh nói cho Nó tên là Kim Su A, là Kim Su A đó anh Cô chờ một lát, cứ điền vào đây đi Họ tên và thông tin của em bé Dạ, đúng ra vào giờ, giờ này thì nó đã đi nhà trẻ về rồi Nhưng mà đã qua khỏi thời gian tan học Vẫn không tìm thấy nó, tìm khắp nơi cũng không gặp Vậy cô có gọi điện thoại cho cô giáo chưa? Dạ rồi, cô ấy nói là về rồi Mẹ ơi Trời, Sua Mẹ ơi, con biết con sai rồi Con biết lỗi của con rồi mẹ ơi Không đâu Sua ơi Mẹ mới là người có lỗi Tất cả là lỗi của mẹ hết Ê, Chúng ta về nhà thôi ừ, Để tôi ảnh cho Đi về mau lên mọi người đang lo đó. Nè. Mẹ ơi. Cô có sao không? Dạ. Cảm ơn anh, làm phiền anh quá. Dạ. Mẹ ơi. Mẹ không sao đâu. Không sao đâu. Thưa bà cho mấy gì? Ờ, được rồi. Mẹ đâu rồi? Mẹ vẫn ở trong phòng. mẹ ơi mẹ ăn cơm tối chưa vậy con ngồi đi. Dạ, ba cứ nói. À. Con có thể chia tay bác sĩ Kim không? Dạ không. Ba biết rõ mà. Dù trong tình cảnh nào, con cũng không thể chia tay sao? Dạ. Thật sự ba không thể để con hy sinh đâu Yuri à Ba Ba nói thật cho con biết đi Thật ra đã xảy ra chuyện gì ở biệt thự gì Sau này nếu như có cơ hội Thì ba sẽ nói Không phải chỉ vì tai nạn đó mà mẹ mất trí đúng không Chắc chắn mẹ đã gặp cú sốc về tinh thần đúng không ba? Cú sốc về tinh thần gì? Mẹ đâu có bị chấn thương phần đầu, sao lại bị như vậy? Chắc chắn là Mẹ con đã gặp phải một cú sốc nào đó rồi Chẳng lẽ Yuri nó đã biết hết rồi sao Bà nói cho con biết đi ba Con sẽ nói tất cả Con định nói cái gì đây Con sẽ nói tất cả mọi chuyện là mẹ đã từng sinh con Yuri à Dạ Nếu như con không chia tay bác sĩ Kim Con sẽ bị tổn thương đó Ba cũng biết mọi chuyện rồi đúng không Quá khứ của mẹ và cả bí mật của anh Tây Giang. Ba không muốn con tổn thương đâu. Ba, nếu như phải trả giá cho việc yêu anh Tây Giang, con sẽ nhận. Con chấp nhận trả giá cho tình yêu à? Phải, vì yêu anh ấy. Nếu như vì yêu anh ấy mà con gặp bất hạnh, con vẫn chịu. Con nhất định phải làm như vậy sao? Con không thể nào chia tay với anh ấy được. Anh ấy cũng không thể nào sống thiếu con. À, thôi bà biết rồi. Con biết ba yêu mẹ con tới mức nào. Tâm trạng của những người đang yêu ra sao ba biết rất rõ mà. Bởi vậy con tin là ba cũng sẽ hiểu cho lòng của con thôi. Tình yêu mà ba phải trả giá, không có một chút ý nghĩa nào. Không phải đâu, trong thời gian ba yêu mẹ, ba sống rất hạnh phúc mà. Ba hiểu ý của con rồi. À. chị dâu sao rồi em mình à ừ. tại vì em tin anh nên em mới nói cho anh biết chuyện này chuyện gì nói đi anh phải hứa là phải giữ bí mật với anh hai suốt đời đó anh hai hả ừ à. chị dâu trước khi kết hôn đã từng có một cuộc tình rất sâu đậm chị dâu ha không phải là chuyện để cười đâu trước khi kết hôn có chuyện đó cũng bình thường có gì lạ đâu mà nhưng mà lúc trước khi mẹ anh còn nằm ở trong bệnh viện có một lần yuri dẫn bạn trai vào anh có nhớ không bác sĩ trong bệnh viện đó ừ anh nhớ vậy anh có thấy kỳ lạ không em có quen biết với một người nhưng mà họ lại giống hệt nhau đó người nào giống người nào chứ người mà em quen biết với bạn trai của yuri vậy người em quen biết là đàn ông hả ờ à, đó là một người anh học ở gần nhà em gia sư của em đó. Rồi sao? Cậu bạn trai của Yuri lại là cháu của anh ấy. Vậy hả? Thế giới nhỏ thật ha. Nhưng mà anh ấy đã chết rồi. Ai? Gia sư hả? Ờ, à, anh ấy là mối tình đầu của chị dâu đó. Vậy sao? Thật hả? Em nói thật mà mình. Ồ, thế giới nhỏ thật ha. Nhưng làm sao em biết chuyện này? Chị dâu nói cho nên em mới biết. Chị ấy không được bình thường mà. Chính vì không được bình thường mới nói cho em biết đó nhưng điều kỳ lạ hơn là gì anh có biết không là cái gì nữa sau khi gặp tai nạn vừa mới mở mắt ra hả anh manh bê dễ cứ gọi như vậy đó anh manh bê là người nào vậy tình đầu của chị dâu từng là gia sư của em em đang nói cái gì vậy hả với lại cậu bạn trai của yuri Làm sao anh hiểu được câu chuyện không vậy không có hiểu bạn trai hiện nay của Yuri là cháu của anh ấy. Nhưng chị dâu lại gọi cậu ấy anh manh bê. Em yêu anh, anh manh bê. Thật như vậy hả? Em nói thật mà. Với lại chị ấy luôn miệng nói mình 22 tuổi. Ồ. Oh. Ôi, thoải mái. Ôi. Nói cho anh nghe xong em thấy thoải mái hơn nhiều. Thích thật đó mình. À, ăn cơm thôi. <laughs> như vậy tức là chị dâu tưởng đâu bạn trai của yuri là người yêu mà ngày xưa chị ấy yêu có phải không bởi vậy phải điên hay không vì chứ làm gì có chuyện đó ừ. à, mát quá <laughs> anh hai thì sao đương nhiên là không biết bởi vì em cứ phải nơm nớp lo sợ sợ bị lộ bí mật đó ơ trời ơi phải rồi choáng 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 thật phải không mình sai Ừ. Ô, ô, ô Trời ơi, sách bên về tới rồi đây nè. Hả? À. À, tìm được nó ở đâu đó? À trời, nó ngủ rồi hả? Dạ để cháu đưa xua vào trong phòng. Ờ à, mau lên. À, à. À, à, ở đây nè. À. Dạ cháu xin lỗi bác, lần đầu gặp lại trong tình cảnh này. rồi à. Mau đưa nó vô phòng đi. Dạ. Ờ, à, đi thôi. Tìm được ở đâu vậy Dạ ở sở cảnh sát Sở cảnh sát oh, Ôi trời ơi Ôi cha Nó ngủ sai thiệt luôn đó Dạ à. cậu cũng uh, ngồi nghỉ chút đi. Dạ. ờ, à, cậu muốn uống cái gì không? Dạ, không cần đâu, không sao đâu ạ. À. Xin lỗi vì không gọi cho em. Dạo này việc ở bệnh viện hơi bận. Em có chuyện muốn hỏi hôm ở biệt thự giữa ba em với mẹ em đã xảy ra chuyện gì có đúng không bây giờ anh vẫn chưa thể nói với em hả nếu nói ra mọi chuyện chỉ càng rối thêm mà thôi anh không phải đang tránh né em chứ vậy thì chúng ta mau chóng kết hôn đi cùng nhau chăm sóc cho mẹ anh không thể trả lời ngay bây giờ sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở biệt thự à không cứ coi như chuyện gì cũng được vậy bây giờ anh muốn sao đây anh xin lỗi để sau này mình hãy nói đi nói sao anh nói như vậy nghĩa là gì bây giờ đang bệnh mà ai bị bệnh mẹ em hả anh khóa chặt lòng mình lại anh muốn em phải làm sao đây có thật là anh yêu em hay không vậy anh yêu em anh yêu em rất nhiều không phải anh không có cảm giác gì đối với em hết không hề có À, em cho anh cho anh chút thời gian đi được không Nè, con cứ ngồi ở đây đi Điều cậu choi muốn Tôi có nghe vợ tôi nói sơ rồi Ba cứ gọi cháu bình thường thôi Thành thật mà nói Không phải là tôi không hiểu lòng cậu Nhưng mà tôi không vui Dạ Chuyện đó cháu hiểu Nếu như đã biết có Su A Có lẽ cậu đã không bắt đầu như vậy Ba, ba đừng nói gì nữa Chuyện này đã kết thúc rồi Con không còn nghĩ gì nữa hết Dạ, bác cứ nói tiếp đi Nói chung ý tôi là vậy Hai đứa thích nhau trong trường hợp không biết gì Nhưng sau khi cậu biết Cậu cảm thấy không đủ tự tin Tôi cũng hiểu Nếu vậy, tôi rất mong là Có thể kết thúc cho gọn gàng Mẹ sách cứ sống trong tâm trạng tiếc nuối Cho nên mới nói những lời đó Chứ tôi là tôi không như vậy Người mẹ dứt bỏ con mình Phải sống với tâm trạng nào đây Tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm nếu như không thể chấp nhận được thì nên quên nó đi. Chứ sao lại nói vậy? Tôi à, không biết ăn nói gì cho lắm, cũng không biết cậu có hiểu hay không. Nhưng ý của tôi, tôi đã diễn đạt hết với cậu rồi đó. Dạ. Ý bác cháu hoàn toàn có thể hiểu được. Hôm qua Su A nó nghe được, nó sợ lắm đó. Chuyện đó sao nó làm gì hả bà ngoại? Dạ cháu xin lỗi thưa bà. Cháu xin lỗi thưa bác Vậy thôi cậu về đi Xếp bơn nhà chúng tôi Rồi cũng sẽ gặp được người tốt Và sống hạnh phúc Dạ thưa bác Cháu muốn cưới xếp bên Và dẫn theo cả a đi nữa Ờ... À cậu 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 nói cậu nói gì vậy hả d dẫn dẫn theo su a luôn hả cháu cháu sẽ nuôi nấng su a thật tốt thưa bác cháu cháu là người nói được sẽ làm được những gì mà cháu nói cháu sẽ làm được cho tới khi chết cháu sẽ chịu trách nhiệm nuôi su a không lớn thành người dù có chết cháu cũng sẽ làm được xin bác hãy tha thứ cho sự nhút nhát và nông cạn của cháu nhưng cháu không còn nhút nhát nữa dù là xích bên hay là su a cháu cũng sẽ yêu thương tới suốt cuộc đời này cậu đã quyết định hay chưa Hôm nay Sua có tới tìm cháu. Trong lòng cháu thật sự rất xót xa. Cháu cảm nhận được sự nhút nhát của chính bản thân mình. Và hành động thật xấu xa của mình. Mong bác hãy thứ lỗi cho cháu. Chỉ cần bác tha thứ một lần thôi. Tôi tin cậu được không? Có tin được không? Dạ. Bây giờ mọi người có thể tin cháu mà. Anh đi về đi. Sệt bơ nè à. Cậu ấy đã nói là sẽ nuôi nấng su A mà Tôi không trọng lượng Tôi nói anh kêu đến là đến Anh kêu đi là đi đâu Vết thương anh gây ra cho em Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp mà Anh không thể nào bù đắp được Anh vẫn sẽ bù đắp Anh cố chết cũng sẽ bù đắp cho em Nếu như tôi không thích anh Thì tôi đã không đau Anh biết tôi đau khổ cỡ nào không Anh hiểu được nỗi đau đó không anh đã sai rồi anh đúng là một thằng ngu ngốc mà anh đi về đi xin bác hãy nói giúp cháu đúng thật là lòng của nó rất đau đớn tôi đã nói là đi về đi mà thôi cậu về đi bà ơi tốt nhất là, Bây giờ cậu cứ về trước đi đã à, Đúng thật là lo mãi không hết Sau khi Su A mất tích Cả gia đình chúng tôi chưa ai ăn uống gì được Cậu về trước đi hả? Có gì nói sao? Dạ cháu xin lỗi Ờ, ô, trời ơi ô, Trời ơi ô, Trời ơi Dạ, ch ch cháu xin lỗi Chân cháu bị tê quá Ô, ờ, Trời ơi đôi chân cao quý này Làm sao mà chịu nổi được chứ Ô, Trà ờ, trời. ờ ở, trời, cẩn thận đó Ô, ờ, Tội quá không ờ. <Sýt> đi về rồi Mẹ đừng nghĩ chuyện thuyết phục con Mẹ không thuyết phục Con muốn sao thì cứ dậy đi Mẹ bị trầm cảm rồi Sau khi thấy Su A khóc tiểu ước chăng à, Lòng mẹ như đứt từng đoạn ruột Cả ngày cứ như nghe thấy tiếng khóc của nó vậy Mẹ có à, con xin lỗi À, chuyện gì cũng phiền lòng ngay cả thở cũng thấy phiền vậy đó thà làm bà ngoại xấu một lần chỉ mong con có thể sống một cách thoải mái hạnh phúc mẹ cũng hối hận rất nhiều nên mẹ cũng xin lỗi vì đã làm con đau con cứ làm theo ý của con mẹ nói thật đó con mau gọi su a dậy đi phải ăn tối rồi mới ngủ được chứ từ trưa tới giờ chắc là nó đói bụng lắm đó à. su a ơi su a mẹ ơi con thấy đói bụng quá <laughs> su a đói hả mà qua đây để cho mẹ ôm con một cái thiệt chặt luôn mẹ ơi nhưng mà lúc nãy sao mẹ không tới đó vậy tại sao con quay lại nhà trẻ chứ tại vì con không muốn về nhà đâu tại sao không muốn sao, sao lại như vậy con không muốn gặp mẹ hả con cũng nhớ mẹ lắm đó. thật sao con đói bụng quá trời luôn <laughs> vậy ra ăn cơm <laughs> ừ. Con nói sao? Con nói sẽ nuôi luôn cả Sua hả? Dạ Nè, vậy mới phải Làm tốt lắm nha, Chaymin May thật Sao? Vì ba mẹ cũng rất là thích Sua Nè, tại vì con bé dễ thương Gương mặt rất xinh xắn nữa Dạ Còn mẹ thì sao đi? Sao mẹ không nói gì? Vậy rồi sếp bơn nói sao? Có chịu không? chưa chịu nữa sao vậy vì con làm cô ấy tổn thương quá nhiều đúng rồi vừa yếu vừa tin con nên sẽ thấy bị phản bội thôi vậy rồi sao không muốn kết hôn hả dạ vậy thì sao thì con phải cố gắng thuyết phục thôi à, còn phải mời mới chịu tới sao mời cái gì chứ có gì đâu anh muốn đón về ngay bây giờ đón về ở chỗ này hả dù gì cũng có đứa con mà sống ở đây không phải tốt sao hả cho nên à con thấy ý này sao con chưa từng có ý định như vậy Ồ, Phải sống chung nhà chứ Chứ ba mẹ làm gì Hừ, Ra bên ngoài ở đi Nhưng mà em thích chơi với Sua kìa mà Chơi vài ngày thôi chứ Lúc nhớ tới thăm nó là được rồi Anh thì không được đâu Nè Chuyện đã vậy rồi thì sống chung luôn cho rồi Cũng chưa biết xích bên có chịu lấy con hay không nữa Con ngủ nha Hừ. Đúng là mặt trời mọc đằng tay thật rồi Có cái gì đâu mà nói như vậy không biết Nhưng mà mình à tâm trạng khó chịu này là sao hả em khó chịu sao ờ sao vậy hả em không biết nữa bỏ đi mà bên cạnh em có anh rồi đúng không tâm trạng này lạ quá hình như do chuyện tới đột ngột quá em mới thấy khó chịu hả <laughs> dạ ăn tối chưa con ăn rồi à, con đang làm cái gì vậy à, vì chuyện của sách bên nên mẹ lo lắng không quan tâm chuyện gì khác nữa à. chuyện của sách bên bây giờ sao rồi mẹ cậu ấy nói là muốn kết hôn với sách bên rồi nuôi luôn xua nhưng mà sách bên nó cứ không chấp nhận chắc do thời gian qua nó đau quá vậy thì người đó Mẹ vừa ý không? Ý mẹ thì đâu quan trọng Cậu ấy là người xích bên thương lâu nay Còn nói là sẽ nuôi nấng cả Su A Nên mẹ chỉ biết cảm ơn thôi Dạ yeah. Con có vấn đề gì hả? Còn với Yuri dạo này thế nào rồi? Chưa tính chuyện hai nhà gặp mặt hả con? À, từ từ đi mẹ Sao vậy? Vì mẹ của Yuri hiện đang bị bệnh mẹ Chị ấy đang bị bệnh Nhưng mà không sao đâu Gì hả? Mẹ của Yuri bị bệnh gì? Bác ấy gặp tai nạn Tai nạn? Ờ Vậy có cần Con đi gặp sếp bên nói chuyện với nó không? À phải rồi Người đàn ông đang quen với sếp bên Là bà con với Yuri bên đó đó Dạ Ba của cậu ấy là chú Yuri Ba Yuri là anh trai ruột của ba cậu ấy Vậy sao? con không thể để mặt mẹ như vậy được con nghĩ là nên đưa mẹ tới bệnh viện đi Bà đã nói là ba sẽ tự lo liệu đưa nó tới bệnh viện đi không được đâu mẹ à nhưng tại sao lại để kim tây giang gặp mẹ của con mẹ của con không nhận ra chúng ta mà chỉ mơ hồ nhớ ra kim tây giang thôi Bà còn biết làm sao đây chứ con không chấp nhận được con tập trung vào chuyện ở trong bệnh viện đi chuyện của mẹ để cho ba lo <laughs> mẹ Ly do Ran. Đó bà thấy chưa? Sao? Em muốn lấy cái gì hả? Tôi đói bụng quá. Con đi qua đây. Bà ạ. À? À. Ăn từ từ. Coi chừng bị mắc nghẹn đó. Dạ cảm ơn bác Con sẽ lo ở đây Mẹ vào trong nghỉ đi Được rồi, mẹ biết rồi ừ. Chúc anh chị ngon miệng Cô ơi, hãy cho thêm hai phần đi ở đây ngon lắm đó cảm ơn cậu nhờ cậu mà qua mùa hè rồi nhưng vẫn buôn bán khá à, bà nói quá rồi còn phải nghiên cứu ra món ăn mới nữa à. ờ <laughs> giám đốc à hả sao hôm qua với hôm nay sắc mặt của bà không được tốt lắm ờ à, cảm ơn cậu quan tâm tới tôi tôi không có sao đâu à, anh bếp trưởng cho thêm ba phần à, tôi biết rồi <laughs> Sao vậy? Không muốn ăn gì hả? Đâu có. Con phải ăn uống đàng hoàng chứ, nếu muốn uh, thụ tinh nhân tạo. Con sẽ tự lo liệu mà. Sao đây? Định đi đâu? À, con đi tắm, sau đó qua chỗ chồng con. Qua đó làm gì? Con nhớ chồng con quá. Ê trời, quan hệ vợ chồng của hai đứa tốt thiệt đó. Mẹ, nếu thật sự con không có con được thì sao hả? Thì còn sao gì nữa đâu, đâu còn cách nào nữa. Sao mẹ lại như vậy chứ? Trời đất ơi, vậy chứ mẹ biết phải làm sao. Mẹ phải nói là sẽ dùng đủ mọi cách để giúp con chứ, vậy mới phải. Thôi trời ơi, được rồi, được rồi. Cho dù có dùng cách gì đi nữa, mẹ cũng phải giúp con, được chưa? Bằng cách nào? Cách nào miễn sao giúp được con là được rồi. Con biết rồi. À hừ. Ê trời. Ừ. nói chung là sau này còn cần cậu giúp đỡ tôi nhiều đó chúng ta vào trong thôi dạ mời anh hôm nay trước khi bộ chọn trưởng ban với trưởng khoa cắt khoa viện trưởng choi đông chun muốn được phát biểu vài lời à nhìn thấy nhiều người tập hợp tại đây như vậy đây là lần đầu ngoài lễ đầu năm trước khi tiến hành cuộc bầu chọn tôi xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các vị những người đã cố gắng vì sức khỏe của bệnh nhân và vì tương lai của bệnh viện cuộc bầu chọn lần này không liên quan tới tuổi tác cũng không có liên quan tới trình độ mà chỉ ưu tiên cho sự phát triển tương lai của bệnh viện, mong là mọi người có thể hiểu được. Vậy tôi xin công bố. Bà nghĩ như vậy mà được sao hả? Vậy thì sao? Kim Tê Giang được ngồi vào vị trí trưởng ban à? Chuyện như vậy người khác sẽ nói những gì? Con trai viện trưởng với Kim Tê Giang lần đầu tiên cạnh tranh với nhau thì Kim Tê Giang đã thắng hay sao hả? Cái chức trưởng ban có gì quan trọng đâu? chủ của bệnh viện này là cháu còn gì bà nội phải nhìn thấy bộ mặt lúc đó của kim tây giang thì mới hiểu được tỏ vẻ rất bất ngờ lại còn ra vẻ rất cao ngạo nữa bà sẽ hỏi lại ba cháu về chuyện này cháu không cần quá lo lắng đâu trong bệnh viện biết bao nhiêu người cháu không cần thiết phải tỏ vẻ tức giận như vậy vào đi Chắc là mẹ cũng nghe Yubin nói lại rồi à? Chuyện này là sao đây Con cho cậu ấy thêm đôi cánh Đôi cánh Đôi cánh gì chứ ba Ba có ý muốn làm cho cậu ấy có thể bay được cao hơn Cho cậu ta bay Không cho con bay mà lại cho cậu ta Cho dù làm gì thì cũng cần có đôi cánh Ba à Con nói như vậy rốt cuộc là có ý gì Con nên bẻ gãy đôi cánh đó mới được Chỉ có bay thật cao Thì mới bị té đau con nói gì vậy mẹ không hiểu Trước khi vợ con tìm được ký ức Cứ giữ nguyên hôn sự của Yuri đi Vấn đề bây giờ không phải là hôn sự của chị Yuri đâu ba Con hãy bẻ gãy cánh thử xem sao Ba Ba cố ý làm như vậy với con hả Ba trông chờ ở con À hôm nay con để vợ con ở nhà một mình mẹ à Cô ta nói hôm nay sẽ đi ra ngoài À dạ phải Con nhờ Kim Tê Giang đưa cho cô ấy ra ngoài đi dạo Con thật sự không hiểu những gì ba đang làm Nói tức giận thì cũng đúng Ở trước mặt bao nhiêu người mà Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi À, mới tới hả? Cháu tới đây đưa bác gái ra ngoài dạo Là do viện trưởng kêu cháu làm như vậy Sao anh chồng của tôi lại có thể để cho cậu làm mấy chuyện như vậy chứ? Nhưng mà chị dâu của tôi đâu? Dạ vẫn còn ở trong phòng Ôi trời ơi chị dâu của tôi Hôm nay mặc đồ đẹp thật đó Tôi ly Jong Ran Dạ chị Jong Ran tôi biết rồi